là kéo cá bắt đông công nghiệp. Đi đó đi kia luôn đó, tôm đen bún quá trời luôn. Đây là khu vực Hà Tiên nha mọi người. Đây rất nhiều được ăn đen như tôm công nghiệp. Mỗi lần lên vậy là khoảng vài tấn tôm. Đây, tôm nó đang nhảy. Thấy con nào đâu? Không thấy, chút lên. Cúng quá trời luôn nè. Ra cái cầu này được không chú? Ủa này kéo qua bên đó nha chú. Bên kia dễ thấy hơn không? Đây cá mặt trời không thấy được bên kia. Nó nhảy lên quá trời nè. Cái này khoảng nhiêu con ký nè? Chụp. kệ có nghe. Đây mọi người có thấy tôm không? Người ta mua là người ta gọng oxy sống đi trở về luôn hả? Xí nghiệp hả? À. Ồ, tôm bún quá nè. Ủa giờ là kéo về bên đó hả anh? Kéo về bên đó hả?
một lần bắt là quy động rất là nhiều người đây, không phải là một hai người, không phải mười mấy người. Quá quá thơm nhãn rồi, đi ăn xí. Bây giờ là đang rủ đi ngược lên kia hả? Đổ đá vô rồi đâu mấy. Lấy đó nguyên xay rửa, đổ nó xay rửa luôn. Giờ chuẩn bị kéo lên.
Bây giờ thì mình quay một cái clip đi đón con nhỏ học PK, còn gọi là tìm mẫu giáo, có một trường tiểu học ở bên nước Mỹ. Mọi người cùng nhau xem so sánh nha. Đây, trên đường đi. Là học sinh tiền mẫu giáo cho tới lớp 5, actually lớp 4 thôi, lớp 5 là quên trường bên kia rồi. Đây, bây giờ mình vào mình kính đầu chỗ đầu xe. Mình là tới quá sớm mà không sao, tới sớm chạy hình vọng quay phim chơi. Đây là cái khu này là để cho phụ huynh học sinh hay là thầy cô giáo đậu xe, người volunteer hay là này nọ. Bên đây là cái sân để mà chơi football, Mỹ nó gọi là trái cà na đó. Rồi mình kiếm chỗ đậu xe vô, mình đi vòng vòng quay nó dễ dàng hơn. Đấy, đậu vào đây đi. Mẫu giáo đây. Mình đi sớm, mình đậu xe. Có nhiều người đi sớm hơn cũng đậu xe. Còn một nhóm người đậu ở đây đó là khoảng 7-8 chiếc xe này, đó là chờ đón con. Mà họ đón bằng cách đó là thầy cô giáo sẽ đưa ra cái ngõ đằng kia kìa. Còn đây cũng là Phật Kinh, phía ngoài đường kia cũng là chỗ đậu xe cho những người đi pick up con hay là đi dạy học hay là làm việc cho trường. Đại khái thì trường học bên đây nó rất là rộng rãi và học sinh cũng rất là thoải mái. Ở đây những cái trường mà tiểu học nhỏ như thế này thì có một cái sân chơi để giờ trưa con nít nó ra đây đùa giỡn phá quậy, nhưng mà cái sân chơi này thì nó cũng rất là an toàn.
Bởi vì đó nó có những cái dâm cây nhỏ nhỏ, nhỏ mà loại cây này một mà nó không có dâm, nó không có sóc chân, sóc tai những đứa bé trơn ngoài này. Đó, còn đây là cái đường đi vô đây các bạn. Mình đang đi vô để pick up một đứa con của người bạn đi về, đã đi về Việt Nam thăm ông bà già. Thì mình nhận lãnh rước giùm đưa đón một tháng rưỡi. Đây. Rồi chút xíu nữa vào trong mình quay tiếp nha. Đây là tấm giấy chỉ định người nào đến pick học sinh mỗi ngày. Nếu không có tấm giấy này là sẽ không đón được con em mình về. Giờ nay thì xe đã sắp hàng rất là đông. Từ trong này ra ngoài đường dài tuốt rồi kia chắc cũng 1-20 chiếc, cả 100 chiếc ạ. Xe thì rất là nhiều. Rồi mình chuẩn bị ra lai gai. Người đi vào đón cũng lai rai. Mình sẽ đi vào đón sau một chút xíu. Đây là một đứa nữa. Rồi trường học đã điểm. Tất nhiên là tất cả những cô giáo phải dẫn con em ra. Lại thêm một bé nữa. Lại một bé nữa, một bé nữa. Một bé nữa. Những người đi đón con này rất là ít nha mọi người. Đa số là ngồi trong xe đón không ạ. Những người mà đi vô đây đón, thứ nhất là sợ lạnh, thứ nhì là mưa, nắng phiền lắm. Ngồi trên xe thì chắc ăn hơn. Rồi bây giờ để mình từ từ vô nha. Harry, please. Thank you. Bây giờ hôm nay gặp cũng rảnh rỗi, mình đi nhà kho lấy đồ nha. Quay một đoạn clip này cho mọi người xem ở nhà kho bên Mỹ như thế nào. Nếu quý vị có muốn đầu tư vào nhà kho bên Việt Nam chắc cũng có thể làm được. Bởi vì những người khá giả bên Việt Nam họ cũng muốn có một cái nhà kho an toàn, cái thứ nhất, và muốn có một nơi để mà chứa đồ không bị hư, không bị mục, hay là tốt cho gia đình. Đây, bây giờ mình tiếp tục đi. Bên đây thì nhà kho hầu như là một cái thành phố có dài 300 cái nhà kho. Bởi vì những nhà kho này đó là đồ chứa những thứ không cần thiết để nhà lâu lâu mới xài một lần.
là thứ nhất. Thứ nhì nữa là nhà kho để cho những người làm ăn, họ không có chỗ để thì họ để ở ngoài nhà kho. Wow, là xe đông quá. Cũng như mình đã nói nhiều cái clip trước, Mỹ là không có xe hai bánh mà cũng không có người ngoài đường. Ở bên đây là buồn, buồn chết đi được. Nhưng mà ở lâu thì thành thói quen. Đây, vô nhà kho đây. Đó. Tới đây thì đó, có cái trụ ở trước này là để mình bấm nút mật mã vô đây. Ok, mở. Đây là một chiếc xe ở trong nhà kho chạy ra. Nhà kho này đó là có khoảng 3.000 một cái nhà kho thì khoảng chúng ta chục thước vuông, khoảng đó 8-10 thước vuông. Để chạy vòng cho quý vị tham khảo nha. Nhớ ha, muốn đầu tư nhà kho một cách ngăn nắp, kỹ lưỡng thì Việt Nam sẽ có cơ hội làm ăn lên về dịch vụ nhà kho. Đây, nó chiếc xe nhỏ nhỏ này là để cho cái người làm ở đây để mà họ chạy vòng để làm dịch vụ cho nhà kho đấy. À, đây là cái người mailman. Nó 1 ngàn, 2 ngàn, 3 ngàn, 4 ngàn. Ôi trời ơi, 5 ngàn, 6 ngàn. Chết mày, đi chỗ này là lạc luôn. Để mình tìm coi cái ngàn của mình chạy đường nào, hướng nào đây. Đây dãy sọc sao dãy ngang quá nhiều. Má ơi, dãy của mình dãy nào đây rồi. Where's my? Let me see. How we go get out here? Come on. Oh, maybe here. Nope. Mọi người nên để ý nha, nhà kho đây là dễ vô lạc lắm, nó lớn khủng khiếp lắm, tới số 7.000+ luôn nè, đó. Quá trời. Anybody here? Rồi bắt đầu qua tiếp. À, mình tìm ra được của mình rồi. Phải đây không ta? À, đúng rồi, mình đây. Tất nhiên là hàng của mình nó là hàng số 2. 2 2 2. Hình như là không đúng. Không đúng luôn, hàng số 2 là không đúng của mình. Thôi ra ra. Tìm tiếp. Sorry, I was wrong. Oh my god. Của mình nó là 236. Đó, 236. Thế số xây được nữa không? Rồi hết xây được rồi. Thôi, thì tạm thời là như vậy đi, mình ngưng xe lại, cho mình mở vào kho cái nghe.
you ever heard about YouTuber? Bây giờ là 5 giờ 07 phút chiều. Để mình mới được rảnh chút xíu. Đi bây giờ thì mình đói bụng. Để mình đi đặt bánh phi xà ăn coi thế nào nha. Đây là cái tiệm pizza, gọi là Domino Pizza. Mình chạy tới đằng kia chút mình mới vòng lại được, tại vì ở đây không có con đường vô. Thấy không? Domino Pizza. Rồi chút xíu nữa mình vòng lại vô mình quay tiếp. Bây giờ mình chuẩn bị vô để order pizza ở cái tiệm gọi là Domino Pizza. Here we go. Đây, đậu xe lại. Đậu Domino Pizza. Loại pizza này nó rất là đặc biệt nha. Nó còn gọi là homemade. And loại pizza này chỉ có một topping thôi, là pepperoni pizza nha các bạn. Ok, chờ chút xíu. Can I help? Ok, my number 512. I just take some video for my family to see. It's okay. 512? 577-4938. Can I? Yeah. Okay. I need to order 2 homemade pepperoni. Two large? Of them. Large? No, the... the... What do you call homemade? Okay, and let me see which one I do to order. I think cheese stick. Yep, that 3 of them. To go. Yes, ma'am. Thank you very much. And okay, mọi người thấy không, cái tiệm pizza này rất là đẹp. Mà em bé này cũng rất là dễ thương. Đồ ăn ở đây rất là ngon. Mà cái món mình order homemade pizza đó rất là good. Cái cheese stick cũng very good. Cái pizza này nha các bạn. Mình ăn rất là nhiều lần, thành thử ra mình quen. Nó mới cho mình quay cái clip này. Nếu không là mình sẽ không thể nào được quay. Ở đây đó là cái chủ quyền của người ta. Nó đây là restroom, đây là nước uống. À, nên lấy chai nước không ta? Thôi, đây cái này là cái homemade đặc biệt. Pepperoni này duy nhất, nó không có gì khác. Còn cái này là cheese stick. Yummy. Đây, không, handmade, fan pizza. Một cái duy nhất và một loại duy nhất. Không có loại thứ hai. Còn đây, cheese stick. Nó một phần order như vậy đó là
22 đồng mười mấy xu. Rồi, mời cả nhà sơn. Chưa cho thì bây giờ cho, trời ơi, mình nuôi con vật mình phải cưng nó chứ. Nuôi sao mà cưng nó đến nỗi mà bà xã nói, mẹ sao cưng chim hơn, anh cưng chim hơn cưng em nó mới là sợ. Đẹp, con hai con màu này là hai con trống nè. Con trống, con đực thì đẹp mà con cái thì xấu lắm. Con vật là như vậy mà. Mà con người thì khác nha, con cái đẹp, con trống xấu. Trời sao? Ơi, mấy anh chỗ màu rồi nè. Đó, nó đang ra đó. Mới mốt nó ra cái đầu vàng luôn. Ồ, mấy cái này mà đẻ chắc tao kiếm một cặp hay cặp nuôi quá. Cái chuồng này nó nhỏ quá, nó gãy đuôi hết trơn rồi, tội nó. Ừ, cái này còn đất làm lớn lên phút. Cái con kia không? Bỏ cái đuôi này, con này đuôi dạ. Dài. Con kia gãy đuôi mẹ nó hết, nó quay quá. Mở cửa cho ra ngoài chơi không? Kiểu này ra ngoài chắc đi luôn á. Chim. Bây giờ nó già rồi ha. Chim nè, chim. Chim này là chim không có dạy, thành thử ra no training man. Come on. Say something. Ồ, mới nói chào chú cái tao bỏ tao chạy liền á. Đó. Một bài này rồi bài trên này nữa. Ê, cu cu, cu cu. Cu cu. Mới đẻ lần đầu hay sao? Mới đẻ mấy đợt thì bị chuột nó vô dứt hết bầy rồi. Ủa, ngõ nào vô được? Bữa đó chui góc bên kia nó ăn hết mấy con. Trời ơi, cũng thấy lòng này là muốn chui vô không phải chuyện dễ à. Mấy chim mày dâm nó có em kia chịu đạp nó đánh văng lông hết đầu luôn. Đó. Công nhận mấy con này đẹp ha. Thì... nhìn thấy đẹp hơn con chim ở ngoài nhiều. Cu đất ngoài đâu đẹp bằng. Chim màu trắng đó kìa. Đang kiếm đường đẻ đó. Có ổ đẻ mà hả? Ồ, cái này đâu có vô quay được. Con này đang ấy nè, nó đang phùng lông, nó kêu nè. Con trống á, nó đã thấy không? Nè. Kêu đi con, gái cái nghe coi. Gái nghe coi, khu khu. Vô đánh nhau, vô già nổ. Mà nếu mà nó đẻ, nó thường thường nó đẻ bao lâu nó mới có con? Tháng cặp. Ồ. Con đó mình phải bắt riêng ra phải không? Ồ, nó ăn đồ ăn này giống đồ ăn cho chim ở bên nhà bển gì vậy ta? Ồ, nè, bên nước uống nè. Ồ, nè, nhà chú Phúc nè. Thấy mà ghê chưa? Ồ, nó. Biết tại sao thấy ghê không? Tại vì không có thời gian chăm sóc đồ mà chỉ có thời gian uống bia thôi. Ờ. Ồ, không có bia là chết sớm á. Này, chết chắc luôn á, mà giờ bắt đầu vô mùa xuân rồi nè. Ồ, thấy không, một tháng sau là mấy cái cây này đó là nó ra bông ra lá đẹp tuyệt vời luôn. Đây mới là hấp dẫn này, dòm này, dòm này, dòm nè. Cá này tiếng Việt đâu có tên hả ta? Cá hành. Cá hành. Ờ đúng rồi, quên nữa, mới có lon mà quên rồi đó. Lon nữa là bán 2.000 luôn chứ không phải 3.000 á. Con này là trên ký à.
Đây, một buổi sáng, đứa hai đứa nhỏ đi học trường học trung học đệ ba cấp 3. Bữa nay trời rất là tốt. Đây là cái nhà thờ bên Mỹ nghe. Nhà thờ thì thường thường, ngày thường không có ai. Chỉ có thứ bảy chủ nhật mà thôi. Con đường đây rất là cong cong quẹo quẹo. Đây là sân chơi thể thao của trường đại trung học Anderson. Còn đây là nơi phát kinh của những em nào mà có bằng lái trước 18 tuổi. Ok, quẹo trái nè, quẹo phải đây, cái là tới trường. Chút xíu chạy lên nha. Ở trường này mỗi sáng người nào chưa có bằng lái thì drop off ở đây, người nào có bằng lái thì tự động trong kia. Trường này có cái tên gọi là Anderson High School. Đây là cổng vào, phía trước là xe bus. Những người không có đưa đón thì cha mẹ đưa đón thì đi bằng xe bus school. Bye bye. Đó là con gái mình học năm cuối, hè này vô đại học. Còn đây là con boy của mình. Wow, học sinh xuống rất là đông. Những chiếc school bus này nó drop học sinh xong rồi là nó kiếm chỗ nó đậu tới 4 giờ chiều, 4 giờ rưỡi nó mới đi gửi học sinh nữa. Xong một ngày, bây giờ đi về. Hôm nay mình ngày lao động, ngày coi như là ấm áp, ngày đầu tiên của mùa xuân nha. Tuần sau thứ hai là bắt đầu vô xuân, Mỹ nó gọi là spring break.
những cái cỏ dại này nó lên thật là khủng khiếp. Đây, nãy giờ mình mất cả tiếng đồng hồ để đi đào mấy cái cây này lên. Mấy cái cây này là mấy cái cây cỏ dại, nó khoảng 4 tấc, 5 tấc, có cây cao hơn nữa. Mà mình đào cả tiếng đồng hồ nhưng mà vẫn còn sót ai. Đó. Cái sân cỏ này là cũng khoảng nhiều cũng nhiều hết, khoảng công đất vậy đó. Bây giờ mình quay để cho coi cái ngày, một ngày lao động vất vả của bên Mỹ là như thế nào. Cỏ nó lên quá cao rồi. Đây mình cũng còn sót rất là những cái cây cao, nhưng mà một chút xíu đó mình dùng máy mình quất nó thì nó sẽ bằng mặt đất hết. Một tiếng đồng hồ đi đào mấy cái cỏ kia lên, rồi một chút mà làm đi quất mấy cái này đó là từ 2 tiếng đồng hồ trở lên. Mỗi một tháng thì phải làm 2 lần như vậy đó. Không làm thì tụi city nó phạt bỏ bú luôn. Rồi, chút xíu quay tiếp. Kìa. Ôi, xe kia nó đem về kìa. Giật máy cắt cỏ thôi. Má ơi. Xong. Bây giờ thấy xung quanh lại còn những cây sót lại cắt không được ha. Giai đoạn kế tiếp sẽ là giai đoạn văn xung quanh những bụi cây, những ven đường và theo xung quanh theo bồn trồng hoa. Ok, vậy đi mệt lắm. Sao mùa sân cỏ rất là cao, cất rất là mệt. Đây chiếc xe cắt cỏ. Lần bữa nay là ngày lần đầu tiên sau mùa xuân cắt cỏ nên hơi cực chút, chứ mỗi 2 tuần lễ thì nó khỏe hơn.
Đây là sau khi mình ven cỏ xong, nó sẽ rất là tươm tất, không được lộ phía ngoài khoảng một thước này, hai bên rất là nghiêm chỉnh. Bên trong này nó sẽ rất là nghiêm chỉnh, tại vì cái máy tiện nó tiện rất là hay. Anyway, sắp sửa xong một ngày lao động vinh quang. Tất nhiên là mình chỉ còn một phần nữa là lấy máy thổi ra thổi thôi. Khi mình thổi con đường sạch sẽ rồi, những cái cỏ cắt này nó ra ngoài đường, thì một tuần lễ ở bên đây nó sẽ có một chiếc xe đi hút bụi đường, và nó hút rất là sạch sẽ. Mời coi phần kế tiếp. Để thử, mình lâu quá không có thổi giật cái cây à. Ok, mình thổi xong sạch bon rồi nè, thấy không? Rồi, thôi bắt đầu tiếp tục tất. Đây là cái khúc clip mà vừa thổi xong. Giờ làm gì cũng mệt, thổi lá cây cũng mệt, cắt cỏ cũng mệt, mà vân cỏ cũng mệt. Em đây ạ. Chạy đi giấu. Sang quá thì sang luôn. Cái bò xay này nó dễ ăn nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ai hả? Cắn lộn nữa. Đó, đó bây giờ chạy đi chơi đó. Hôm nay là ngày đầu mùa xuân nha. Bắt đầu nha. Coi mấy cái cây cối nó từ từ nó lú lá ra nè. Không. Có cây lú sớm, có cây lá nó ra trễ trễ. Nhưng mà để xem một vài tuần nữa nó thật sự mùa xuân rồi sẽ thấy nó khác biệt như thế nào ha. Wow, đây cái cây này còn lá trống, chưa có một lá nào luôn. Cây này thì chút đỉnh, chút đỉnh. Cây này chưa có một miếng lá luôn. Nắng ở ngoài rất là gắt, nhưng mà cũng còn lạnh lắm. Bây giờ thì mình đi tiếp tục. Có một cái cỏ thì rất là tốt, lạnh nóng gì nó cũng được tốt hết. Còn những cây cổ thụ này thì lá nó sẽ không bao giờ bị rụng. Trời ơi, tí giờ lái xe vừa quay phim là chuyện bình thường, tí làm ngoài mà không. Tại vì mình đâu có chú tâm vô mà mình quay mà, I mean, mình chỉ cầm để đó thôi, mình đâu có chú tâm vô quay, mình chỉ chú tâm vô lái nhiều hơn. Lâu lâu mình mới coi coi cái cảnh vật sao thôi. You know what I mean? Why not? You don't pay attention everywhere like me. My eyes open, my ears open. My brain is open. My soul is open. My feeling is open. Then I can try and film it. Wow, cây vẫn còn chưa ra lá rất là nhiều. Có một số cây thì đã ra lá non. Đây. À, để mình chạy vô cái khu nhà này nó cũng mới mới. Cho mọi người xem nha.
Từ từ chậm lại coi cái Plumenac. Ở cái xứ này mùa này á, là có cái loại bông Plumenac rất là đẹp. Đây quý vị, quá đẹp thấy không? Đẹp kinh hoàng luôn. Đó là loại bông mà thiên nhiên. Mùa nào mà lạnh nhiều thì nó sẽ mọc lên rất là nhiều. Tại vì cái hột nó nhờ trời lạnh mà nó nở cái hột ra. Còn trời năm nào mà nóng nó là không có một cái bông đó luôn. Rồi, đây qua cái đèn xanh đèn đỏ này là tới cái khu nhà mà cũng tương đối là mới lắm. Tại sao? No, thế không có quay cái nhà, mấy cái nhà của bạn gì, chỉ quay quy khu vô thì ai cũng biết mà con. Thôi bây giờ mình ngắt nghe mọi okay, người. Ok, bây giờ mình quay khu nhà này nha. Đó, cũng giống như khu nhà kia. Cây cối nó cũng chưa có cây có ra lá rồi, có cây cũng chưa có ra lá. Những cái cây dừa kiển này thì nó sống xứ lạnh này rất là tốt, không sao hết. Dừa mình nó vỏ ra là chết liền. Lạnh trừ không độ mấy độ, không có cây gì xứ mình mà trồng đây được. Hey, anyway, ngay trước mặt mình là cái nhà mới vừa làm xong cách đây vài tuần lễ. Ê, thấy đẹp không? Nó đường xá hàng rào bên Mỹ là vậy. Đi ra con đường này. Khúc này á là khi nãy mình muốn quay nhưng mà con gái mình nói không cho mình vừa lái xe vừa quay. Nhưng mà bây giờ mình vẫn lái vẫn quay. Mình thích cái quay bằng cái phone hơn là quay bằng cái máy ở trên xe. Trên xe có cái máy quay gọi là đây, dashcam. Cái dashcam này đó là mình cũng quay phim được, cũng này nọ được, nhưng mà có cái nó không có đẹp bằng cái máy phone của mình thôi. Đó cũng là một trong những món đồ chơi mà mình bắt đầu thực hành chơi YouTube. Sáng giờ làm vườn mệt rồi, giờ trưa 12 giờ 1 giờ đi chơi ra cái thoạt này á, vô cái mua cái ticket vô cửa là 5 đồng, mà ở đây nghe không lấy tiền mặt nghe, chỉ lấy credit card thôi, tất nhiên là cà thẻ thôi. Đó, chỗ này đó là có nhiều tàu, nhiều xe nó có kéo tàu theo để nó câu. Ở đây có con cá nó gọi là white bass. Và con cá white bass thì nó giống con cá gì ở Việt Nam mình ta? À hiểu rồi, nó giống như con cá chẽm nhưng mà cái mỏ nó bự hơn nữa. Thịt nó ngon ngon cũng ngang ngửa với cá chẽm, có thể nói là nếu mà chiên là ngon hơn con cá chẽm. Nấu canh mặn thì ngang ngửa. Mà con cá white bass này thì trung bình nó ở đây nó có cái luật là phải 12 inch, tất nhiên là 1.5 gram, gần 2 gang tay nó mới cho bắt, nhỏ nữa là nó không cho. À, đây là chiếc tàu nó hay đi câu. Mai mốt mình sẽ đi câu tàu rồi mình quay cho mọi người coi. Hey, you back up the boat here and you can fish in, right? What's that? You back up the boat and can fish in, right? Yeah, I did. Oh, it's my first time. It looks so cool out here. Very nice. Đây có hai con chó đây. Nó đang chạy giỡn. Hai con này là hai con husky. Hình như nó vừa con chim. Không phải, nó đang chạy đua.
Wow, cái hồ này lớn thiệt nha, sát bên nhà mà ở đây 40 năm rồi mới biết. Đã quá. Phía trước này là có con le le trần nghịch gì đây. Đó là vịt trời. Cũng không biết một tạo tẩy đã không. Bằng phăng bằng bằng ha. Hi there, it's okay. It's okay. Đây là mọi người biết cái gì nha. Còn đây là thùng rác ha. Còn bên kia đó là cái tròn tròn đó là cái chỗ đây cái bằng quán ba khom. Khát nước là không bấm nút uống. Ồ, đây là một chiếc tàu đang xuống nè. Tàu bên đây thường thường thì ở dưới nó có ống hơi. Thành thử ra chiếc tàu rất là an toàn. Wow. Dịch trời quá trời luôn mọi người ơi. Dịch rất là nhiều. Đây nè. Ủa con này đâu có hết con dịch ta. Lặng. Nổi lên đâu đây. There you go. Ở đây cầu cá có lý lắm. Hôm nay thì mình vòng chơi thôi. Đi một lần cho biết, mai mốt sẽ đi câu vòng dài. Con này con gì một cái chút xíu vậy ta. What's that? Biết con gì luôn. Rồi, nhỏ lại. Bình thường lại. Chứ có chỗ đậu là tốt. Còn không ấy thì mình có một cách nữa là mình mướn cái chỗ mà giống như storage của tía làm á. Đó một tháng đó hình như là 60 đô một tháng. Tàu lâu lâu mình mới đi một lần mà. Thật ra đi thường không cần tàu mình ra đây câu cũng được kìa. Cái chỗ câu kìa Bảo. Ồ con vịt nó mới lặn xuống nữa kìa. Ủa? Nó mất rồi. Con gì kêu vậy? Mấy con vịt kêu. Ồ con vịt kêu hả? Trời nãy giờ tưởng con gì kêu chứ. Lặn nè. Đâu rồi? Nó lên cái cây kìa, Phật túc kìa. Ô Phật túc này nó thật là một cuộc sống thiên nhiên, nước trong veo ha. Bữa nay đó là ngày thường, thành thử ra có lẽ mình nghĩ là không có bao nhiêu người đi, chứ nếu mà weekend đó thì chắc đông lắm ạ. Cuối tuần á. Hãy xuống dưới phía nước quay cái coi nha. Đây. Chiếc tàu này là hồi nãy nó chạy băng băng á. Oh man. Nước trong veo. Ở đây đi câu cá là tốt lắm. Coi có con cá nào không?
có dính cá gì không? Để anh đi từ từ lại anh chút anh quay coi có cá không. Ôi trời, cái gì vậy nè? Ôi ôi, trứng cá bự thiệt. Em sao em biết vậy? Đây nè, cái mang con cá nè. Trời ơi, câu cá nó bỏ cái mang đây nè. Ôi ôi nè, cái trứng tổ chản luôn nó bỏ nè. Đây một cái nữa nè. Quá bự. Không biết con cá gì mà cái trứng bằng cùng tay luôn. Cây này giống cây lát ở Việt Nam quá em hả? Ồ, oh, nó đó. Lát Mỹ. That's the reason. There you go. Little by little. Let me see. Hold it, hold it. Okay, let me see if they come over. Man, that's too close. If they come over, then you can connect them and you can get a bunch of them. It looks like they don't have any that little fish here. Yeah, I didn't see any. You never got any either? No, I only caught like one little minnow. The rest we bought from the store. Really? Yeah, I haven't seen any. Oh, you bought them from store. I caught one little minnow with that net. The minnow. Oh, there you go. Damn. How much they sell them for that little minnow? They sell them for like $5. $5 a dozen? Yeah. It starts at $5. Man, you know, other day my friend come out here, he had a boat. Mm-hmm. Then he come somewhere and he throw that little thing, he net like a couple of pounds. Oh. Like maybe 200-300 of them. Oh my goodness. And I think that probably is it now it's too hot or something. That's why they didn't come in here. I mean, not too long ago, bass was jumping out right here, chasing a little fish, chasing a little shad. Like not too long ago, right there. Oh, really? Yeah. Oh, my God. I should catch some of those kind of things. It's going to be nice. Have you ever got some big one? A big fish, like 12 in... Catching with minnows? Yeah, yeah. Oh, come on. Look at me. Got some big one. There you go, there you go, there you go. You see it? It's moving. Oh. It's moving. Come on, man. Get one for me to see, to capture the video. You got it? Oh. Yeah. Nó còn nó lạnh kìa. Mấy con này, mấy con vịt trời nó nhỏ nhỏ không à? Mày nhớ bắt được con mồi phải không? Cái này hình như bên 290 hả ta? Đúng rồi. Có thảo ngoài. Đó, thấy cái nhà 290 nãy mình chạy qua không? Tụi đó nghe mùi tanh của cá luôn nè. Ngửi được mùi tanh của cá luôn. Tụi nhỏ nhỏ này là đi câu nè. Còn cái tàu mà bự bự đó là nó đi chơi thôi. Nó chạy dữ trời lắm.